Để bảo vệ dạng san hô ven biển tăng trữ lượng thủy sản và phát triển du lịch trước biến đổi khí hậu và tác động tiêu cực của con người, tỉnh Phú Yên đang nỗ lực triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể dạng san hô Hòn Yến ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Dự án do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ. Dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể dặn san hô hòn yến ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, xác lập 4 vùng chức năng với tổng diện tích gần 69 ha, được triển khai từ tháng 8 năm 2020, gồm 3 mục tiêu chính với 32 hoạt động. Qua hơn 2 năm thực hiện, bước đầu dự án đã nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng trong quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển, đặc biệt là hệ sinh thái giản san hô trước thực trạng rác thải nhựa, hình thành các điểm dịch vụ du lịch theo mô hình lắp ghép thân thiện với môi trường và một số mô hình sinh kế cho người dân địa phương. Nếu chúng ta không có phương án bảo vệ, cả về bảo vệ con người mà đi lại giảm phá, không có cái phương án mà bảo vệ môi trường, thì cái răng sáng hô nó sẽ có thể là sẽ bị hư hại. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, để triển khai hiệu quả giai đoạn 2 của dự án đến hết năm 2023 gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng cần có sự chung tay hành động của các ngành tổ chức chính quyền, các đoàn thể cộng đồng dân cư và du khách.